Theo Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ, có 3 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông không bị xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có trẻ em dưới 6 tuổi. Khi xảy ra tai nạn, trẻ nhỏ cũng bị tổn thương như người lớn, thậm chí còn nặng hơn. Nhiều người e ngại việc đội mũ bảo hiểm từ sớm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, các chuyên gia y tế cho rằng điều này là không có cơ sở. Những hình ảnh không khó để bắt gặp tại các cổng trường học. Phụ huynh thì đội mũ bảo hiểm rất đầy đủ, thế nhưng con em của họ thì không. Mới đây, theo khảo sát thực tế của Trường Đại học Y tế Công cộng tại 10 tỉnh, thành phố, chỉ có 44% trẻ đội mũ bảo hiểm. Ở vùng nông thôn thì con số này còn thấp hơn rất nhiều. Nhóm trẻ trên 6 tuổi đội mũ bảo hiểm đã ít, tỷ lệ này ở nhóm dưới 6 tuổi còn thấp hơn rất nhiều khi chỉ đạt khoảng 10%. Có một số trường hợp phụ huynh là hơi chủ quan về việc là đội mũ bảo hiểm cho con em khi tham gia giao thông cùng. Trong những cái trường hợp xảy ra va chạm không mong muốn thì người không đội mũ bảo hiểm, nhất là trẻ em thì rất có thể xảy ra những cái ảnh hưởng đến phần đầu, và nói như thế nó rất nguy hiểm. Không ít bậc phụ huynh cho rằng cần có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ dưới 6 tuổi như với người lớn. Mũ cho con không bị phạt, nhưng mà cái đấy là cần thiết bảo vệ cho mình và cho người thân của mình. Nhiều người e ngại việc đội mũ bảo hiểm từ sớm có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của con trẻ. Tuy nhiên, dưới góc độ khoa học, chuyên gia y tế cho rằng điều này là không cơ sở. Bây giờ các nhà sản xuất người ta cũng đã nghiên cứu rất kỹ để đưa ra những cái sản phẩm bảo vệ cái vùng đầu cho trẻ khi tham gia giao thông. Nó phụ thuộc vào độ tuổi, phụ thuộc vào kích thước chu vi vòng đầu của trẻ. Chúng ta nên có những cái nghiên cứu đầy đủ và chúng ta có những cái tuyên truyền thật tốt. Và đặc biệt là chúng ta phải hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất ra các cái kiểu mũ là phù hợp của các cháu. Nhiều quốc gia trên thế giới đã có quy định không cho trẻ dưới 4 tuổi tham gia giao thông trên mô tô, xe gắn máy. Tuy nhiên, ở Việt Nam, xe máy là phương tiện chủ yếu của người dân và trong nhiều trường hợp là phương tiện duy nhất của nhiều gia đình. Do đó, việc cấm cho trẻ đi xe máy là bất khả thi. Vì thế, đội mũ cho trẻ là biện pháp cần thiết. Đây sẽ là sự bảo vệ hữu hiệu nhất cho con em của chính mình.